Đồng Đăng có phố kỳ lừa, có nàng Đồng Đăng bài phố kỳ lừa may mùa tứ thị bài chùa Tam Thành, hái làn pháo tới làng chuồng có này biết khang. Chị Tiểu có bệnh trùng giấy quý giấy để chiếc hát chấu phả chiến kiều biển khé dưới bến và trồn tháo chiếc Lạng Sơn liêu chuồng lo bằng tiểu ruồi bài diêm kiềm bò bầu diêm út phố kiếu khay này biết vắng lồng đao đã ban buôn Lạng Sơn liều bay máy khói kháng vinh muốn báo xuân chêm dịu biển vai bếp tế then tiếng muốn dâm út cánh nồng út vĩnh vắng bằng ruồi văn hóa bài chắp bào đã chớp bến về tề tuyết lặng đi cháy bôn trắng tháo kéo khái làn về chuồn tháo nay diêm ghé thành phố Lạng Sơn bài phạm chụp tiểu bánh mẫu sơn biết tỷ đao chỉ chết bài đoàn cóm kháng diêm huyện lộc bình đất tống mày dù biển cánh nồng chuồng trường diêm diêm này dù biển chim quần trăm cứu búa hiệu lồ gan biển cánh này tháo trá biển lồ gan diêm mẫu sơn tuần cấu mài tiểu lệnh này biết tiểu văn hóa dù biển mái bèo chón kiếu khái tiều diêm dàn lôi khấu kiếu bất có hồi lễ gọi diêm mẫu sơn trăm biển khiếu tháo kể dàn triệu văn gương ông với biển chớ say diễn biến bày khiếu tháo lầu ông chị béo bày đù tế biển chớ say tế sâu căn hăng lù hơi này ông gương tốt lành căn béo ông tê hiếu mệnh lù hơi như sâu ông gương tổng bằng xuống khỏi lống chán đạn cháu có tiểu công càng tín ngưỡng nhiều miền triệu văn gương buồn hiu buồn trăm có tiểu công căn chậm chèn tín ngưỡng chiêm nhiều miền dính trên túc cấu chuồn chiêm có buôn sâu lù hơi này tờ bếp miệng quý lầu dị cấu cuốn để tổng chức buồn cho tế tiểu chấu buôn cốc buồn sâu để ngam đón mình trăm kháng quý ông khương đảm bài trăm dị kiên liều bếp ánh phi chép dịch này tế bài diễn miên tế dung liều giáo buôn thống biển lún dùng chuốt diêm chả có bày đồ tế biển trước say nghệ nhân triệu văn gương tổng kháng ói toàn phun xếp cản ông ông hương tổng bếp ruộng giáo sâu buôn tế phun di hiếu độ kéo hiếu chút tế dạng lây căn miền cố liều tài ây ông hương dệt buôn sâu có đô bệnh dệt tiểu công hát tín ngưỡng diễn viên chấu lễ cội chấu chuẩn bầu có tiểu công chấu bèo chấu nghề dệt diêm tế bằng đỏ nhát bê sâu giáo nghề chấu lôi khấu canh út đàng hoi canh lạp giấy biển lộ gan trẻ khiếu chuống bông banh suối chấu bến có thành điệp vàng bằng ruồi canh phính biển lục gan chi bồn lôi khấu để bếp màu vàng cam với tút trống pháo nay tổng khắc bếp vắng tiếng bèn vai bếp có thành bài bến quyến diêm dàn hiền khôi bếp chấu biển chấu tút bài canh buồn xin nằm tháo ngay ước hít dòng lún dược biển diêm mẫu sơn đợt tút có làn cố có làn ba giáo khiếu chống bèn nhầm đi nhịp bộ tứ giáo chấu buồn lưu khấu bài chế trắng liều bích cấu bài tiểu lục hoa diêm phính biển liều chốt sung cho diêm lưu khấu này bài khít đồng đót bài bu há vài bích diệt hắn do cậu canh có khít cho dòng phái mẹ đàn khôi bếp lộ đông tràn bình tổ thâu lộ án duấn thác đại bếp anh chó đi tại bếp trống biển khoai tàu ngắm cổ khác này tổng hải khâu gác này cố mặn tấn tiểu keo mái bên chấu vậy bố phính biển mái chấu bên mái tú chấm cút cấu tới tiểu bùa nhây còn đỗ tài
Điểm độc đáo của bộ nữ phục sao Lù Gang. Tiểu Mai Mặc lên chăm chăm lưu khống biển Lù Gang chính bếp máu đông gông. Mặc hát bếp bèo ngò cứu tiểu lê này, bếp bòn thông cấu buồn xin. Ây can tế sâu con bếp vắng, năm máu này tổng bếp hang mẫu sơn bọ. Tóng chàng chim biển Lù Gang này đảm bài lầu. Miền diêm nay mặn bếp vắng buôn phính biển. Khói phá bèo con, tổng bếp buôn bọt từ chống bài lống bài ruồi chim làn vô biển. Năm máu bài vắng bèo cò, bài màu ánh ruồi, biển vắng dìm làn dấu biển, mảng ánh cao chơi ruồi chim. Vậy khác lộ hỏi ông của con bấy khang mãi nên nằm máu này sẽ mắc cáo diệm lưỡi khấu với mấy ruồi nằm máu nên để phắng để kháng với diện nằm bọ khác này đúng nằm máu để chi bấy cáo diệt bộ khác này cần lộ hỏi biển cố tháo tới toàn phun tầng chấu đúng khác này. Thầy cúng Triệu Văn Hương. Triệu Văn Hương ánh thấy con có buôn tàu phun mình có buồn lấy có bài tức chuẩn giáo chìm sâu thông quý tế sâu bài kéo tiểu khiêu chìm buồn xin ông Khương tổng kháng cháu tốt bài chăm tiểu công kháng trái nạn cháu vàng xanh kéo bắt bằng hoi bền tiêu cháu xiềng beo. Người khôi ông Khương tức chính tháo diệt biếu biển chìm làng liều bứt xiết biến buồn sành mình cố tháo phạm phá úp bàn bếp chiều biển chết cháu sành mình liều biển sành mình này có biếu biển lộ căng chết trốn trốn chìm chẳng khỏi chỉ biếu đàng khôi sành mình bếp chấm bằng khôi lống liều bếp chiều biên xếm mắt cháu chìm có khỏi chạy chìm này họ chim úp bầm xếp miên chim lộ gan đầy miền mắt xíu tốt này biết tập bút chay tốt cát mày bớt dấn bằng vắng nhàn bùn út trà biển miên lễ thanh minh là một trong những dịp trình bệnh biết dệt chim tế khoai chấm chấu chim múa tội trường cứu giàn kháng vài biết chết hạ trượt vấy cơ dân sinh bệnh chim diệt tráp biển tổng bài tiếng tiểu lây ca lệnh tội tờ giấy bếp bằng tiểu lây hốc suối chấn duyền này bếp còn rốt chấu lây chim toàn phun chim biển giàng kên chấu phun diệm kên và với những người đã khuất vì vậy mà người giao luôn chân về này chim biển duồn bằng chuối cấu bài tiếng tiểu văn hóa chim buồn xin phính giấy quý giấy lầu căng biển cố giết dành bệnh dâm béo mất chết dâm bố nghĩa châu chứ không lễ tại mộ phần của người đã khuất.